lý do phe Dân Chủ sẵn sàng giải cứu Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Với tuyên bố sẵn sàng giải cứu, phe Dân Chủ kỳ vọng Chủ tịch Hạ viện Johnson tiếp tục dựa vào họ để đối phó phe cực hữu trong Cộng hòa. Sau cuộc họp kín thường lệ của các nghị sĩ Dân Chủ tại Hạ viện ngày 30 tháng 4, lãnh đạo phe Dân Chủ Hakeem Jeffries cho biết đảng của ông sẽ ra tay bảo vệ Chủ tịch Hạ viện Michael Johnson trước nỗ lực lật đổ của Hạ nghị sĩ Cộng hòa cực hữu Marjorie Taylor Greene. Chúng tôi sẽ bỏ phiếu bác yêu cầu bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Hạ viện của Greene. Nếu bà ấy kích hoạt yêu cầu, nỗ lực này sẽ không thành công, ông Jeffries tuyên bố. Đây được cho là động thái bất thường, khi phe Dân Chủ chiếm thiểu số tại Hạ viện lại bày tỏ ủng hộ một thành viên Cộng hòa giữ ghế lãnh đạo cơ quan này. Đảng Cộng hòa đang giữ thế đa số xếp sau tại Hạ viện với 217 ghế, còn đảng Dân Chủ giữ 212 ghế. 6 ghế Hạ nghị sĩ đang để trống. Bà Green ngày 1 tháng 5 thông báo sẽ yêu cầu Hạ viện bỏ phiếu miễn nhiệm Johnson vào tuần sau. Nữ nghị sĩ cực hữu trước đó cảnh báo bà sẽ hành động nếu ông Johnson để dự luật viện trợ Ukraine được thông qua. Bất chấp lời đe dọa đó, Hạ viện Mỹ hôm 20 tháng 4 thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tôi nghĩ chúng ta không nên trừng phạt một chủ tịch Hạ viện vì làm điều đúng đắn, Hạ nghị sĩ Dân Chủ Steny Hoyer nói. Bà Green ngày 22 tháng 3 nộp đơn đề xuất bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện, cáo buộc ông Johnson phản bội vì dựa vào phe Dân Chủ để thông qua dự luật chi tiêu 1.200 tỷ đô la Mỹ. Phe Cộng hòa khi đó đang gây sức ép buộc phía Dân Chủ phải có nhượng bộ nhất định để thông qua dự luật chi tiêu. Kiến nghị miễn nhiệm Chủ tịch Hạ viện từng là quy trình rất khó khăn và phức tạp, phải được biểu quyết trong nội bộ đảng với đa số ủng hộ thì mới được đem ra bỏ phiếu ở Hạ viện. Tuy nhiên, Kevin Duckey, người tiền nhiệm của Johnson, hồi tháng 1 năm 2023 chấp thuận nới lỏng quy định này để phe cực hữu đảng Cộng hòa ủng hộ ông làm Chủ tịch Hạ viện. Quy định mới cho phép bất cứ nghị sĩ nào cũng có quyền trình nghị quyết văn phòng Chủ tịch Hạ viện vô chủ mà không cần thêm sự ủng hộ từ ai khác. Sau khi nghị sĩ này yêu cầu bỏ phiếu, Hạ viện phải quyết định chấp thuận hay phản đối trong 2 ngày hành chính. Nếu chấp thuận, Hạ viện sẽ bỏ phiếu và chỉ cần đa số nghị sĩ tham gia ủng hộ nghị quyết, Chủ tịch đương nhiệm mất chức. Đây chính là yếu tố khiến ông Duckey mất chức hồi tháng 10 năm 2023. Khi nghị sĩ Cộng hòa cực hữu Matt Gaetz kích hoạt quy trình. Trái với Johnson, phe Dân Chủ khi đó không ủng hộ Duckey. Với 8 nghị Cộng hòa cùng toàn bộ nghị sĩ Dân Chủ ủng hộ nghị quyết, Duckey bị bãi nhiệm với tỷ lệ phiếu 216-210. Kịch bản này khó lặp lại với Johnson, khi đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ bảo vệ ông. Khi không có số phiếu ủng hộ của đảng Dân Chủ, bà Green gần như không thể tìm đủ 218 phiếu cần thiết để phế truất Chủ tịch Hạ viện. Nhiều thành viên đảng Cộng hòa cũng đã công khai phản đối kiến nghị này. Đảng Dân Chủ đang thưởng cho Johnson vì ông đã để dự luật viện trợ Ukraine. Vốn bị đa số thành viên Cộng hòa phản đối, được thông qua, Russell Bedman, bình luận viên của The Atlantic, nhận định. Phe Dân Chủ đang thấy cơ hội để thực hiện điều họ đã muốn làm suốt nhiều năm qua là khiến Chủ tịch Hạ viện đảng Cộng hòa xa rời phe cực hữu. Trong khi đó, Duckey chỉ tìm đến sự giúp đỡ từ phía Dân Chủ để thông qua dự luật chi tiêu giúp chính phủ Mỹ tiếp tục hoạt động sau nhiều tuần kêu gọi Hạ viện bật đèn xanh để thúc đẩy cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden, nỗ lực nhằm xoa dịu phe cực hữu, nhưng bất thành. Thế đa số xếp sau khiến đảng Cộng hòa khó thực hiện đường lối chung của mình. Bởi phe cực hữu đã nhiều lần khiến các dự luật không có đủ phiếu ủng hộ cần thiết. Điều này buộc ông Johnson phải nhờ đến sự hỗ trợ từ phe Dân Chủ, hình thành liên minh phi chính thức. Bằng cam kết chặn nỗ lực của Green, phe Dân Chủ còn hy vọng có thể đảm bảo ông Johnson sẽ tìm đến họ trong 7 tháng còn lại của nhiệm kỳ thay vì phe cực hữu Cộng hòa, theo Bedman. Ngoài ra, phe Dân Chủ chỉ cam kết giúp Johnson đối phó bà Green, đồng nghĩa họ vẫn có thể loại bỏ ông trong tương lai. Chúng tôi muốn có khởi đầu mới, Peter Aguilar, lãnh đạo số 3 của phe Dân Chủ tại Hạ viện, nói thêm rằng họ đang cố ngăn chặn sự hỗn loạn mà bà Green đe dọa gây ra ở cơ quan này. Green là kẻ đốt phá cơ quan lập pháp và bà ấy đang cầm thùng xăng. Chúng tôi không nhất thiết phải trở thành một phần trong nỗ lực đó. Phe Dân Chủ cho rằng việc thông qua dự luật viện trợ Ukraine, dù phải trì hoãn nhiều tháng, cho thấy ông Johnson là người dũng cảm về chính trị hơn so với người tiền nhiệm.
hàng chục nghị sĩ dân chủ, đặc biệt là phe trung lập, cũng từng ám chỉ họ sẵn sàng giải cứu Johnson nếu ông đưa dự luật viện trợ Ukraine ra bỏ phiếu. Nhiều nghị sĩ dân chủ chỉ đang chờ tín hiệu chính thức từ lãnh đạo phe mình. Tôi đồng cảm với Johnson nhiều hơn làm các khi, người chỉ muốn toan tính cho vị thế chính trị của mình. Hạ nghị sĩ Marie Glusenkangre lý giải tại sao bà chọn giúp chủ tịch Hạ viện đương nhiệm. Johnson đã dũng cảm đối mặt với phe chống chính phủ trong nội bộ Cộng hòa. Cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đảng Dân Chủ, nói với Axios. Theo cây viết Jacob Salmon và John Bernsang của Quân News, ủng hộ Johnson còn giúp phe Dân Chủ thể hiện mình là người lớn khi giúp ngăn hỗn loạn xảy ra ở Hạ viện. Dù vậy, đây vẫn là viên thuốc đắng khó nuốt, bởi họ không nhận lại được thứ gì mới sau khi Johnson đã giúp thông qua dự luật chi tiêu, hỗ trợ Ukraine và gia hạn đạo luật giám sát tình báo nước ngoài, FISA. Đều là ưu tiên của Nhà Trắng. Một số nghị sĩ dân chủ dự cuộc họp ngày 30 tháng 4 cũng bày tỏ lo ngại về việc này. Nghị sĩ Susie Lee phân vân giữa việc giúp Johnson, người từng ủng hộ nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, với kỳ vọng phe dân chủ nhận được sự nhượng bộ từ Cộng hòa. Hạ nghị sĩ Joe Loggan, từng làm việc tại Ủy ban Hạ viện điều tra vụ bạo loạn đồi Capitol tháng 1 năm 2021, có chung quan điểm. Loggan cho rằng nếu vẫn tại vị sau cuộc bầu cử tháng 11, Johnson có thể tạo ra nguy cơ nghiêm trọng, bởi quan điểm trong quá khứ cho thấy ông không chắc sẽ giúp quá trình chuyển giao quyền lực vào tháng 1 năm 2025 diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, bà vẫn sẵn sàng giúp Johnson bởi bà là thành viên dân chủ và hiểu đảng này đang muốn ngăn Hạ viện một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Hạ nghị sĩ dân chủ Pere cho biết những gì bà làm trong tương lai còn phụ thuộc tình hình khi đó. Với gói an ninh quốc gia, chủ tịch Hạ viện đã cho thấy ông ấy là một lãnh đạo đáng được giải cứu, bà Pere nói. Ông ấy làm thế nào thì tôi bỏ phiếu đúng như vậy. Tất nhiên, tôi sẽ không bỏ phiếu cho ông ấy làm chủ tịch Hạ viện khi bầu lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Nhưng đó là tình huống khác. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.